một ngày tốt đẹp đến với tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay ngày chủ nhật, cho nên mình muốn nằm ngủ thêm một vài tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mình bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ khách hàng, trong vấn đề cần thông dịch và khách hàng cần nối kết với luật sư. Mình làm nghề thông dịch hơn 4 năm nay và mình lấy được thiện cảm từ nhiều đồng hương ở hải ngoại này, đó chính là Na Uy. Nơi mình đang cư ngụ hơn 40 năm nay cho nên mình rất quen thuộc với những trường hợp khẩn cấp và những người luật sư mà mình có thể giới thiệu đến khách hàng đến bây giờ mình vẫn còn tiếp tục với nghề thông dịch đấy nhé các bạn vẫn có thể liên hệ đến mình nha hôm nay trời nắng đẹp lắm các bạn ạ à, nhưng mình phải ở nhà học bài vì cuối tháng này mình sẽ đi thi một môn học trong ngành an ninh môn học này tương đối khó nhớ vì nó bao gồm rất nhiều về luật pháp trong na uy đọc bài hoài cũng chán, nên mình tiếp tục với podcast ẩm thực này, mời bạn đón nghe. Cách làm trà sữa truyền thống ngon béo, thơm chuẩn vị tại nhà. Trà sữa là một trong những vị trà được yêu thích nhất của các tín đồ mê ngọt. Để cốt Podcast, mách cho bạn cách pha trà sữa truyền thống chuẩn, vị Đài Loan nhé. Trà sữa Đài Loan, được nổi tiếng trên toàn thế giới, với hương vị đậm đà, mà không thể lẫn vào đâu được. Chắc chắn khi đặt chân tới Đài Loan, bạn không thể quên thưởng thức một ly trà sữa đâu nhé. Hãy cùng Donai Podcast tìm hiểu và cách pha trà sữa ngay nha. Mục lục một Nguyên liệu cần thiết cho cách làm trà sữa truyền thống 2. Cách pha trà sữa truyền thống 3. Cách bảo quản trà sữa 4. Các câu hỏi thường gặp khi làm trà sữa truyền thống một Nguyên liệu cần thiết cho cách làm trà sữa truyền thống A. Trà, Nguyên liệu đầu tiên để làm trà sữa không thể không nhắc tới trà. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại trà khác nhau. Tuy nhiên, có 3 loại trà phổ biến nhất dùng để pha chế trà sữa và được nhiều người sử dụng, đó là lục trà, trà xanh, hồng trà, trà đen và trà ô long. Mỗi loại trà sẽ có mùi vị khác nhau, chính nhờ vào những hương vị riêng biệt này sẽ quyết định hương vị và độ ngon của trà sữa tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. B. Sữa, nguyên liệu không thể thiếu thứ hai khi làm trà sữa. Đó chính là sữa. Sữa là một loại thức uống thơm ngon, bổ dưỡng dành cho mọi lứa tuổi, không chỉ dùng để uống mà còn là nguyên liệu để nấu ăn và làm bánh. C. Topping, uống trà sữa thì chắc chắn không thể thiếu đi các loại topping dùng kèm. Hiện nay, có rất nhiều loại topping khác nhau được biến tấu để kết hợp với trà sữa, làm món trà sữa càng thêm hấp dẫn một số loại topping phổ biến như trân châu, bánh flan, thạch củ năng, thạch rau câu, thạch phô mai, thạch khúc bạch vân vân. D. Các loại bột, nói đến các loại bột để pha chế trà sữa thơm ngon, chất lượng thì không thể không kể đến bột béo, hay còn gọi là bột kem béo, bột sữa, giúp cho món nước uống trở nên béo ngon hơn. Ngoài bột béo, thì nhiều người còn dùng đến các loại bột như bột matcha, bột khoai môn, hay bột than tre cũng rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. E các hương liệu cần thiết, bên cạnh các nguyên liệu trên thì nhiều người còn bổ sung các hương liệu cần thiết để tạo mùi hương cho món trà sữa thêm phần hấp dẫn. Có đa dạng mùi hương từ hương liệu quen thuộc, phải kể đến như hương dâu, hương cam, hương bạc hà, hương đào, vân vân. 2. Cách pha trà sữa truyền thống. Nguyên liệu làm món món trà sữa truyền thống. 20g hồng trà hoặc trà túi lọc hay bất cứ loại trà nào bạn thích. 500 ml nước lọc. 500 ml sữa tươi không đường. 70g đường nâu. A, à, bước 1. Nấu trà. Chú ý, đối với hồng trà, bạn có thể thay thế bằng bất kỳ loại trà khô, trà túi lọc nào mà bạn yêu thích. Hãy mua ở cơ sở uy tín và chú ý ngày sản xuất và hạn sử dụng của trà nhé. Nếu không có đường cắt nâu bạn có thể mua siro đường nâu, thì trà sữa đều ngon. Trước tiên, bạn đun sôi 500ml, nước lọc, sau đó cho 20g, hồng trà vào đun. Hạ lửa vừa, để cho hồng trà sôi lăn tăng, trong 5 phút. Bước 2. Pha trà sữa. Sau vài phút đun hồng trà, bạn cho 70g, đường nâu vào khuấy đều. Khuấy đến khi nồi trà sôi trở lại, thì bạn cho 500ml, sữa tươi không đường vào tiếp tục đảo đều tay, đến khi hỗn hợp gần sôi, thì tắt bếp. Bước 3. Hoàn thành. Trà sữa sau khi pha xong, bạn lọc qua rây, để loại bỏ bã trà. Đợi trà sữa nguội, bạn rót vào bình, sau đó cho vào trong tủ lạnh để bảo quản. Bước 4. Thành phẩm. Trà sữa ngon nhất khi uống lạnh. Vì thế, bạn nên thêm đá và một số loại topping như trân châu, thạch rau câu để món trà sữa truyền thống thêm ngon và hấp dẫn. Trà sữa thơm lừng mùi hồng trà, đường đen ngọt liệm, cùng vị sữa béo ngậy. Cách làm thì đơn giản, nên bạn hãy trổ tài cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. 3. Cách bảo quản trà sữa Nếu bạn để trà sữa ở nhiệt độ phòng, thì nên dùng trong vòng 8 tiếng. Vì để quá lâu sẽ xảy ra hiện tượng tách nước, ôi thiêu. Cách tốt nhất là bảo quản trà sữa trong ngăn mát tủ lạnh, từ 10-15 độ C để giữ được trong khoảng 2-3 ngày. Khi bảo quản thì bạn không nên cho đá vào, và cần tách riêng trân châu, các loại thạch riêng ra, để không ảnh hưởng đến hương vị, chất lượng của trà sữa. 4. Các câu hỏi thường gặp khi làm trà sữa truyền thống. Uống trà sữa có béo không? Trà sữa có thành phần chính gồm trà, và sữa béo, khi uống một ly trà sữa 500ml, thì cơ thể sẽ hấp thụ khoảng 60-70 gram đường và 500 calo. Do đó, uống nhiều trà sữa sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Trà sữa để được bao lâu? Thông thường, nếu để trà sữa trong điều kiện phòng sẽ chỉ có thể giữ được từ 5-8 tiếng, nếu để tủ lạnh thì có thể lâu hơn từ 2-3 ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thì bạn nên uống ngay sau khi pha chế xong. Hy vọng với những chia sẻ của Luna Foodcast sẽ giúp bạn thực hiện thành công trà sữa vị truyền thống ngon hết sảy để chiêu đãi gia đình và người thân nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách làm bánh Á hay bánh Âu thì bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn đến những bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh Godonai Podcast này. Mình hẹn bạn đón nghe những video kế tiếp với lời chúc tốt đẹp nhất